Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 11, Phu Thê Cấu Kết Gạt Người Hôm nay, lúc Thu Nguyệt thức dậy mí mắt nháy liên hồi, nhìn mặt trời trong xanh bên ngoài, cũng không có điểm báo gì xấu mà. Được rồi, nên tranh thủ thu thập mọi thứ đi hầu hạ vương gia, xem ra vương gia vẫn có chút yêu thích vương phi, vậy sao được chứ? Chỉ là vương gia vẫn thích mình hơn một chút, tốt xấu gì cũng đã có giao tình nhiều năm nay, tối hôm qua nghe được canh gà bị uống hết cũng không có phản ứng gì. Thu Nguyệt nghĩ như vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, vô cùng đắc ý. Bôi son, vừa hoạt động thân thể vừa đi về phía phòng ngủ của bùi cần. Mà nhan thế ninh đã chờ nàng rất lâu rồi. Vương gia, nô tỳ thay quần áo cho ngài. Thu Nguyệt áp sát tới. Không cần, cô qua giúp Vương Phi đi. Bùi cần dịu dàng cử tuyệt. Nhưng nô tỳ sợ hầu hạ lại làm Vương Phi tức giận. Thu Nguyệt vẫn kiên trì. Vậy cô cứ đứng bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nói xong, bùi cần đến chỗ bình phong, chuẩn bị thay quần áo. Thu Nguyệt vừa thấy, vội vàng đuổi theo. Bên cạnh bình phong là bàn trang điểm, nhan thế ninh đang trải tóc. Thấy Thu Nguyệt đi tới, bỗng nhiên nàng nhíu mày lại. Trời ơi, bụng ta đau quá, thu nguyệt cô nương, mau đến đỡ ta. Khi nói chuyện, nàng cúi người giống như không chịu đựng được muốn ngã sắp xuống, mà một tay đã vươn ra bắt được mép váy của thu nguyệt. Thu nguyệt thấy sắc mặt nàng tái xanh, liền hoảng sợ, vừa sợ vừa ghét, vội vàng lui lại mấy bước, mà sau lưng nàng là một cái giá. Trên cái giá này không biết từ lúc nào lại để một bình xứ màu xanh hoa văn hình mây. Thu Nguyệt đụng cái giá, bình xứ lung lay nhưng cũng không ngã xuống. Bùi Cẩn thấy không tốt, bước nhanh tiến lên đỡ Nhan Thế Ninh, nhân tiện, lúc đi qua cái giá lại khẽ đong đưa một chút. Vì thế, bình xứ rơi xuống đất, vỡ vụn. Âm thanh vang lên bên chân, Thu Nguyệt vội vàng né tránh, đến khi nhìn thấy vật bị vỡ là cái gì thì khuôn mặt đã trắng bệch đây là bình xứ hoàng thượng ban tặng. Là cái bình vương gia yêu thích nhất, vậy mà bị nàng đụng ngã rồi. Nàng chưa kịp hoàn hồn, Nhan Thế Ninh bên kia lại phát ra âm thanh cực kỳ đau đớn, Thu Nguyệt, vì sao cô không đỡ ta thu nguyệt nhìn lại thấy nhan thế ninh đã ngã xuống đất mà bùi cần đang muốn ôm nàng bùi cần nghe nhan thế ninh nói vậy cũng nhìn thu nguyệt vẻ mặt rất khó coi thu nguyệt giờ chẳng lẽ cả mọi người cô cũng không giúp đỡ sao khi đang nói chuyện thấy những mảnh vụn trên đất sắc mặt lại càng xấu đây là cái bình phụ hoàng ban thường cho ta lại bị cô làm vỡ rồi thu nguyệt biết mình đã gây ra đại hỏa vội vàng quỳ xuống vương gia, nô tỳ không cố ý, nô tỳ bị vương phi dọa. Bùi cẩn cực kỳ tức giận, cũng không để ý đến nàng, ôm nhan thế ninh lên giường, lại nói, nhanh đi mời bác đầu tiên sinh đến đây. Bác đầu đang tập thể dục buổi sáng, thấy tiểu nha hoàn hốt ha hốt hoảng chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, ví dụ như độc của nhan thế ninh bị phát tác, thế nên mới vội chạy nhanh qua. Ai ngờ khám xong, hơi thở bình thường, mạch tượng hơi yếu, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài tất cả đều bình thường vậy là làm sao bác đầu nhìn lướt qua bồi cần thấy thấy sắc mặt hắn dành cho mình không nói gì đứng lên nói vương phi không có gì đáng ngại nhưng cần phải khám kỹ hơn lời này nói hay chưa nói đều giống nhau nhưng hắn cũng không biết kết quả chỉ có thể nói như vậy mà thu nguyệt nghe được lời này âm thầm buông lỏng một hơi nếu như thật sự nàng có chuyện gì mình sẽ không có gì tốt Khoáng chốc lại hơi thất vọng, phải chi nàng bị bệnh nan y sau đó đi đời nhà ma thì tốt biết mấy. Lúc này sắc mặt bùi cần cũng hòa hoãn trở lại, kéo tay nhan thế ninh nói, ái phi không sao thì tốt, vừa rồi dọa chết ta rồi. Nhan thế ninh yếu ớt xấu hổ nói, để vương ra phải lo lắng rồi. An ủi nhan thế ninh xong, bùi cần lại quay về phía thu nguyên, trên mặt không còn nụ cười, bổn vương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các ngươi, trong vương phủ cũng chưa bao giờ trách phạt nhưng hôm nay cô thật quá mức. Hiện tại may mà Vương Phi không có gì đáng ngại, nếu như xảy ra chuyện gì làm sao cô đảm đương nổi. Thậm chí, cô lại lỗ mãng làm vỡ chiếc bình phụ hoàng ban tặng. Cô bảo ta làm sao mới tốt đây? Vương gia, nô tỳ biết sai rồi. Xin vương gia tha thứ. Thu Nguyệt nói xong lại lê đầu gối đến trước mặt bùi cẩn, bắt lấy ống quần hắn xin tha thứ. Bắt đầu thấy thế, chán ghét lách người qua chỗ khác mà nhan thế ninh lại bĩu môi, nhắm mắt lại, xem như nhắm mắt làm ngơ. Bùi cần thở dài, dường như có chút không đành lòng nói thôi, cô cũng đã theo ta vài năm, ta cũng không nhẫn tâm trách phạt cô, cô hãy tự nhốt mình trong phòng một tháng để suy ngẫm lỗi lầm đi. Thu Nguyệt nghe đoạn trước còn cảm thấy mừng rỡ, đợi nghe đến câu sau, trợn tròn mắt suy ngẫm lỗi lầm một tháng, vậy nàng còn diễn trò gì nữa chứ? Bồi cần cũng là ý ta đã quyết, nhìn nàng vẫn còn muốn mở miệng, ngắt lời nói, cô không cần nhiều lời, cứ làm như vậy đi. Đám người thu nguyệt lui xuống, bắt đầu thấy mình không có chuyện gì nữa, cũng vung tay áo rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại bùi cần và nhan thế ninh. Ái phi, biểu hiện của vi phu có được không? Bùi cần hơi ưỡn người, cũng nằm xoài trên giường, cười đùa nói. Nhan thế ninh thấy hắn lại muốn ôm mình, vội vàng lăn vào bên trong, lấy cái gối đặt chính giữa, nói, đúng là tên bịp bợm nói dối làm bộ đều có tài. Nhớ lại vẻ mặt đau lòng của hắn khi thấy cái bình bị ngã ban nãy, phẫn nộ khi trách mắng tu Nguyệt và bất đắc dĩ khi xử phạt nàng, chật chật, giống y như thật. Đồ siêu lừa đảo, nhan thế ninh lại cao nhau một câu. Cũng như nhau thôi, bùi cần cười đến mức thuần khiết. Nhan thế ninh nhớ lại ban đầu vẫn là do mình nghĩ ra âm mưu này, trong nháy mắt đã hết lời để nói. Bùi cần nhìn nàng kìm nén, cười thầm, sau đó thừa dịp nàng chưa chuẩn bị thò tay nhéo mặt nàng một cái, nói, nhanh rửa bột trì trên mặt đi, bôi dày như vậy sẽ làm hư mặt đó. Lúc này nhan thế ninh mới nghĩ đến chuyện này, vội vã xuống giường đi rửa mặt vừa rồi vì muốn dọa thu nguyệt sợ, nàng đã lén lút bôi một lớp bột trì rất dày, khuôn mặt tái nhợt giống như quỷ. Đến bên cạnh cai giá, nghĩ đến điều gì, lại quay trở về nghi ngờ nói ai, ta chỉ nói huynh cứ tùy tiện đập vỡ thứ gì đó, anh lại lấy đồ của hoàng thượng ban tặng là sao? Đập vỡ rất đáng tiếc. Bùi Cẩn cười nói, diễn trò ấy à, chủ yếu là phải làm cho thật. Không lấy một vật chân quý, làm sao có một màn chấn động như vậy chứ? Nhàn thế ninh nghe giọng điệu không sao cả của hắn, có hơi khó hiểu, tốt xấu gì cũng là hoàng thượng ban cho, hơn nữa căn cứ vào vẻ mặt kinh hãi của Thu Nguyệt ban nãy, có lẽ cái bình này có ý nghĩa rất lớn, nhưng lúc này hắn lại trưng ra bộ dáng không quan tâm. Nhàn thế ninh nghi ngờ nhìn hắn, nhưng hắn lại vừa ôm đầu vừa cách quá xa, cũng chẳng nhìn thấy biểu tình gì trên mặt hắn. Chỉ có điều, hi hi, đúng là hắn không tiếc bỏ vốn ra. Kế hoạch của nàng là như vậy, nàng giả bộ bị đau bụng, muốn thu nguyệt đỡ, nếu như thu nguyệt đỡ thì sau đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nếu như nàng không đỡ, nàng sẽ lui về phía sau để tránh, cái bình cũng sẽ bị nàng đụng ngã, nàng sẽ nhận hết trách phạt thật ra làm điều này cũng là để thử thách, Nhan Thế Ninh cho Thu Nguyệt một cơ hội, chẳng qua Thu Nguyệt vẫn không biết quý trọng. Đương nhiên, Nhan Thế Ninh lập kế hoạch này cũng đã đánh cuộc rằng Thu Nguyệt tâm cao khí ngạo kia sẽ không đỡ nàng. Chỉ là muốn thực hiện kế hoạch này không thể chỉ có một mình nàng, cần phải có sự phối hợp của Bùi tần. Trước tiên hắn phải đóng góp một vật chân quý dễ vỡ, sau đó phải dạy hắn diễn xuất. Ban đầu nàng còn có chút lo lắng, nói không chừng Bùi tần thật sự cưng chiều Thu Nguyệt giữ khoảng cách với Thu Nguyệt trước mặt nàng cũng chỉ là giả vờ giả vịt. Mà lúc hắn nói, thân phận đặc biệt, lại khiến nàng hơi kiêng kỵ Thu Nguyệt, chỉ sợ mình vội vàng trừng trị Thu Nguyệt sẽ rước lấy phiền toái cho bồi cần. Cho nên khi nàng lập kế hoạch này cũng có chút rè rặt cẩn trọng, ai ngờ thằng nhãi này nghe xong ánh mắt lại lóe sáng, nói một câu, ái phi thích, vi phu nhất định sẽ cố gắng phối hợp. Sau đó, hắn liền phối hợp đến lúc này, không hề cho nàng có đường sống nào qua wow. lúc cầm khăn lau mặt nhàn thế ninh lại nói tôi chỉ muốn hù dọa cô nàng một chút thôi tại sao huynh lại phạt nàng tự suy ngẫm một tháng chứ bùi cần cười nói không phải là ái phi không muốn nhìn thấy nàng ta sao đương nhiên vi phu phải quan tâm hành sự rồi nhàn thế ninh nhìn bộ giảng công chính liêm minh của hắn lại cảm thấy căm ghét nhưng vừa xoay lưng lại đã nở nụ cười lại nói vậy sao huynh không phục vụ gậy gộc luôn đi sai phạm của nàng tự suy ngẫm lỗi lầm lại rất nhẹ nha, chẳng lẽ huynh không đành lòng, hạ thủ lưu tình hả? Bùi cần đứng lên, vuốt thẳng áo bào, vừa thông thả lại vừa bất đắc dĩ nói, ai cũng biết ta là một hiền vương mà, hiển nhiên là phải khoan dung với người ta rồi. Nhàn thế ninh im lặng nhìn hắn một lát, cuối cùng trợn trừng mắt, cầm lấy cây quạt đi ra ngoài. Người này rõ là lúc nào cũng không quên diễn trò. Bùi cần lấy một miếng điểm tâm nàng ăn còn thừa trong đĩa, cũng theo ra ngoài, nụ cười ngoài miệng muốn ngăn cũng ngăn không được, hì hì, có vẻ như nàng lại bị lừa ta mới không nói cho cô biết ta chán thu nguyệt này, muốn đuổi nàng đi từ lâu lắm rồi. Tiểu sư tử, lần này ta giúp cô, cô vẫn chưa trả thù lao đó. Bùi cần đuổi kịp, trêu ghẹo nói. Nhàn thế ninh nghe vậy, tái mét dừng bước, huynh còn muốn cái gì? Bùi cần đến bên cạnh nàng, bất ngờ hôn lên mặt nàng, nhỏ giọng nói ta muốn cô. Nhàn thế ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng đạp tới một cước. Đúng lúc này, một thằng nhóc chạy tới nói, trong cung ban thưởng đồ đạp xuống. Buổi sáng cũng không có chuyện gì, tại sao lại ban thưởng đồ đạp xuống? Lại ban thưởng những thứ này, nhàn thế ninh nhìn những giải tơ lụa, châu báu, tranh chữ, cực kỳ nghi hoặc. Bùi cần cũng biết nhất định sẽ xảy ra chuyện này. Tính cách của lão tử mình hắn rất hiểu, hôm qua thấy vật liệu quần áo của thế ninh mặt không tốt nhất định là hắn cảm thấy mất thể diện cho nên chẳng có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh hắn sẽ ban thường những thứ này chính là cho người khác nhìn hắn rất tốt với đứa con trai này các ngươi khinh thường hắn hãy cân nhắc một chút khóe miệng bùi cần thoáng gượng cười khó mà phát hiện được vừa thấy nhan thế ninh quay đầu lại lộ ra nụ cười ấm áp phụ hoàng rất yêu thích cô đấy cứ nhận đi nhan thế ninh thâm sâu nhìn hắn sau đó dùng khẩu hình môi để nói huynh lừa quỷ hả chương 12, mượn xuân dược gặt hái thành công. Thu Nguyệt ở trong phòng một ngày, càng nghĩ càng thấy oan ức, càng nghĩ càng căm phẫn. Một tháng A, vương gia cũng thật áp độc. Không được, phải nghĩ cách. Bầu trời đã tối đen, Thu Nguyệt vặn tim đèn, cắn răng, trong đầu lục lọi đủ mọi biện pháp. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào ngăn kéo trên bàn trang điểm. Đi đến mở ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức. Trong hộp có một ô vuông, bên trong có hai bình nhỏ một trắng một xanh. Đầu tiên Thu Nguyệt lấy cái bình màu xanh, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, sau đó liền bỏ xuống, cầm lấy bình màu trắng. Bùi Cẩn đang ở thư phòng, mễ lão đầu lại gửi thư đến, ngoại trừ báo cáo tình hình ở Nam Cương, bên dưới vẫn là thúc giục hắn trở về, lại viết một chuỗi lý do dài, nói cái gì mà phó tướng cai quản không được ăn cay, không thích nghe hát, thật không thú vị, khó mà ở chung được vân vân. Bùi Cần nhớ đến bộ dáng trừng mắt dựng dâu của mễ lão đầu, cười vô cùng vui vẻ, sau đó hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ngoài cửa. Cho ta vào đi, ta muốn gặp vương gia, là giọng nói của Thu Nguyệt. Lông mày bùi cần nhíu chặt lại, sau khi cất kỹ bức thư thì đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đã thấy Thu Nguyệt xông vào. Lúc trạng vạng trời lại đổ mưa, tiết trời có hơi lạnh, nhưng Thu Nguyệt lại mặc một bộ quần áo trắng mỏng, cũng không tô son điểm phấn, chỉ để mặt mộc, lại phối với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia cũng hơi cảm thấy yêu thương bồi cần lại cảm thấy đau đầu không phải là nàng đang đóng cửa suy ngẫm sao làm sao còn chạy đến đây đúng là không yên mà thu nguyệt đặt hộp đựng thức ăn lên bàn đến bên cạnh hắn quỳ xuống trong phút chốc nước mắt tràn ra vương ra nô tỳ biết sai rồi ngài tha lỗi cho nô tỳ đi nô tỳ không dám nữa về sau nhất định sẽ hầu hạ ngài và vương phi thật tốt Bùi Cần thoát tim, trong lòng hắn rất muốn học nhan thế ninh dơ lên một cước, ai bảo bên ngoài hắn lại mang danh hiền vương chứ, cho nên chỉ có thể nhẹ kéo quần áo, lùi lại né tránh, nói, cô đứng lên rồi nói chuyện. Không, vương gia không tha thứ, nô tỳ sẽ không đứng lên. Thu Nguyệt mở to hai mắt, mím môi, xem ra rất đáng thương. Bùi Cần thấy nàng càn quấy, giọng điệu cũng lạnh đi, Thu Nguyệt, chớ quên thân phận của cô. Thu Nguyệt vừa nghe lời này, nước mắt chảy càng nhiều hơn, thân phận. Vương gia, ngài nói thân phận hiện giờ của Thu Nguyệt là gì đây? Lúc trước lão thái gia đưa ta đến cho ngài đã nói thế nào, ngài đã quên rồi sao? Lúc trước nô tỳ muốn hầu hạ ngài, ngài đều từ chối, một hồi nói là vì tuổi ta còn nhỏ, một hồi còn nói tiểu thư ra đi lòng ngài bi thương, một hồi lại nói quốc sự bận rộn không muốn nghĩ đến, nhưng giờ Thu Nguyệt đã 18, ngài cũng đã cưới Vương Phi rồi bên ngoài đều đã cho rằng nô tì là người của ngài nhưng sự thật thì sao ngài nói đi đến tột cùng thân phận hiện giờ của nô tì là gì bùi cần thấy nàng khổ sở nói như vậy xoay người đi hắn biết hiện tại phải giả vờ không đành lòng nhưng giờ phút này dù thế nào hắn cũng không giả vờ được hắn chỉ có thể xoay người không để nàng thấy được sự chán ghét trên mặt mình thu nguyệt thấy hắn im lặng trong lòng lại hoảng sợ lời nói ban nãy nàng đã suy nghĩ rất lâu nàng nhớ vương gia vẫn luôn dịu dàng, đối diện với chất vấn và ủy khuất thế này nhất định sẽ thấy không nữa, sau đó lại dỗ dành an ủi, đến lúc đó nàng sẽ ngã vào vòng ôm ấp sự việc sẽ thành công gấp bội. Vốn vương gia không gần nữ sắc có lẽ là vì không biết mùi vị trong đó, hiện nay đã cưới vương phi, không phải là ăn đến muốn ngừng mà ngừng không được sao. Nhưng ai biết được vương gia lại phản ứng như vậy? Đã sai chỗ nào sao? Đầu óc thu nguyệt xoay chuyển rất nhanh, nghĩ rằng mình tiến công không cần thận chạm vào vảy của hắn vì thế vội vàng chuyển đổi thế tấn công nàng đứng lên mở hộp thức ăn lấy nước canh nước nở nói nhưng mà mặc dù vương gia chưa hề liếc mắt nhìn nô tì nô tì cũng không oán không hối chỉ cần có thể ở bên cạnh vương gia nô tì cũng đã mãn nguyện rồi ban nãy là nô tì mạo phạm vẫn xin vương gia thư tội chỉ là nô tì nghĩ đến một tháng không thể hầu hạ vương gia trong lòng lo sợ mà thôi nô tỳ đã nấu nước canh mà vương gia thích uống nhất ngài chịu uống thì coi như là đã tha thứ cho nô tỳ nô tỳ cũng sẽ ngoan ngoãn mà suy nghĩ không tới làm phiền ngài nữa Bồi cần nhìn chén canh đưa tới trước mặt mình phúc châu cảm thấy do dự nhưng rất nhanh hắn đã bưng lên uống hết mặc dù thu nguyệt là người bên kia nhưng quyết sẽ không hạ độc mình dứt khoát uống vào gặp dịp sẽ đổi nàng đi thu nguyệt thấy hắn uống một giọt cũng không còn trái tim buông lỏng sau đó nàng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ chậm rãi, chậm rãi, lại còn thường xuyên liếc nhìn bùi cần. Bùi cần không muốn nhìn nàng, trở lại bàn ngồi đọc sách. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không thích hợp, tại sao chữ trên sách này lại nhảy múa thế kia. Cô bỏ gì vào trong canh, cảm giác được bụng dưới nóng lên, bùi cần nắm chặt thành quyền lạnh lùng hỏi. Thu Nguyệt thấy thuốc phát huy tác dụng, cũng không thu dọn nữa, bổ nhào vào người hắn, ôm chặt, lại bắt đầu chảy nước mắt, vương ra, hãy để nô tỳ hầu hạ ngài đi. Lúc này Bùi Cần đã cảm thấy sức lực toàn thân đã mất hết, chỉ còn một đốm lửa ở bụng dưới, hắn nhìn Thu Nguyệt đỡ mình đến bên giường, lại cởi quần áo cho mình, muốn ngăn cản cũng chẳng lấy đâu ra lực. Không được, không được. Bùi Cần cố gắng hít thở, sau đó cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, nháy mắt tỉnh táo lại đôi chút, nhất thời sức lực cũng hồi phục, hắn đẩy mạnh Thu Nguyệt ra, tông cửa ra ngoài nhàn thế ninh rửa mặt trải đầu xong vừa mới trèo lên giường bỗng nhiên nghe cánh bị đẩy mạnh ra thì giật nảy mình nhìn bộ dáng của bùi cần càng thêm kinh hãi huynh làm sao vậy chỉ thấy quần áo bùi cần lộn xộn thờ hồn hền đôi mắt vẫn còn phiếm đỏ toàn thân tỏa ra tính cách của dã thú đang phát điên bùi cần khốn khổ đến bên giường ôm eo nàng lăn một vòng trên giường giọng nói khàn khàn ta bị thu nguyệt bỏ thuốc rồi hả Nhan thế ninh còn chưa kịp nói gì người đã bị đè xuống, miệng bị ngăn chặn, cảm giác có vật gì đó cứng rắn dưới bụng, tứ chi nàng lại trở nên cứng ngắt. Chẳng lẽ, động phòng ngay đêm nay sao? Đang lúc tinh thần của nhan thế ninh không yên, đột nhiên bùi cần lại buông nàng ra. Chấm, sao lại thế này? Bùi cần ôm nàng mỉm cười nói, cô yên tâm, ta đã nói rồi, cô không bằng lòng, ta sẽ không chạm vào cô. Đặc tính của thuốc này ta có thể nhịn. Nhàn Thế Ninh nhìn hắn thả mình ra nằm vật xuống, thấp thỏm trong lòng hơi buông xuống, nhưng nhìn bộ dáng cao mày chịu đựng thống khổ của hắn lại do dự. Vì sao Thu Nguyệt lại bỏ thuốc huynh? Nghĩ một lát, Nhàn Thế Ninh nhịn không được hỏi. Bùi Cần lại ôm nàng vào ngực, nói, nàng là người uy quốc công đưa tới làm nha hoàn thông phòng, định rằng sau này sẽ làm tiếp, mà ta vẫn không hề chạm vào nàng, hôm nay nàng lại bị phạt tự đóng cửa suy ngẫm, nóng này, muốn gạo nấu thành cơm thôi. Khi nói chuyện, hắn lại không nhịn được hôn lên môi nhan thế minh, tay cũng mò vào áo lót, thuần thục cởi bỏ cái yếm, sau đó một tay chụp lên chỗ mềm mại kia. Mềm mại chân nhẵn, thật sự là nắm rất thích không nỡ buông tay, nhất là lúc dùng đầu ngón tay khẩy khẩy làm hai điểm hùng dựng đứng lên, vô cùng đáng yêu. Nhan thế ninh bị xoa nắn hô hấp cũng rối loạn, vội vàng đẩy hắn ra, vậy nếu là nha đầu thông phòng của huynh, huynh phải để nàng hầu hạ chứ. Bùi cần nghe vậy, cấu mạnh vào môi nàng, nhan thế ninh bị đau, thở ra tiếng, nhưng lúc cảm giác tê ngứa kia lan ra thì tiếng kêu lại trở thành tiếng rên. Bùi cần nhìn nàng đỏ mặt trao mày lại, lại hôn một cái nói, ta chỉ muốn một mình cô, những người khác đều không được. Giọng nói này, lười nhắc lại kiên định, khàn khàn lại có tư tính, truyền vào tai lại thấy mất hồn. Nhưng ta biết cô không muốn, cho nên hôm nay ta sẽ chịu đựng. Nói xong, bùi cần lại buông nàng ra nhan thế ninh nghe hắn nói những lời này lại thấy hắn phải đau khổ chịu đựng dày vò có hơi áy náy nếu nàng đã gả cho hắn làm chuyện đó cũng là thiên kinh địa nghĩa là điều tất nhiên như bây giờ hắn cũng đã cố kìm nén rồi hoặc hoặc là huynh không cần nhịn nữa nói xong giọng nói của nhan thế ninh đã thấp đến đến cực điểm bồi cần nhìn nàng cúi đầu ngượng ngùng khóe miệng lộ ra nụ cười gian trá nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc thống khổ kiên định không Thế Ninh, ta có thể nhịn. Nhàn Thế Ninh ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nàng còn tưởng sau khi hắn nghe được sẽ bổ nhào tới chứ. Xem ra đúng là hắn rất tốt hình tượng tiểu nhân ti bỉ của Bùi Cần trong lòng nàng nháy mắt đã cao lớn hơn. Nhan Thế Ninh lặng lẽ quyết định sau này sẽ không bao giờ đá hắn nữa. Bắt đầu bên kia vô cùng buồn bực thu dọn ngăn tủ vừa bị lục nát nét không phải là tìm thuốc giải của Xuân Dược sao? đảo lộn hết cả lên làm cái gì chứ? làm đảo lộn cũng không thu dọn, hai mắt sáng lên đã rời đi, cũng không biết muốn làm gì. Đêm hôm nay, bùi cần quay cuồng vô số lần, mò mẫm vô số lần, sau đó mới đến câu cuối cùng dược tính cũng hết. Mà nhan thế ninh nhớ đến hình tượng vĩ đại kia của hắn, cũng không phản kháng, kết quả là vì sao lại cảm thấy cả người đều bị sờ mó hết vậy. Còn thu nguyệt trong thư phòng, tim nàng chỉ còn là cho tàn, đã đến tận nước này, bùi cần cũng không muốn chạm vào nàng. Ngày hôm sau, Bùi Tần dậy sớm, nhìn Nhan Thế Ninh ngủ trong lòng, lại lộ ra nụ cười xào quyệt, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng. Thu Nguyệt không thể giữ lại được nữa. Nhưng mà, Thu Nguyệt là người của Uy Quốc Công đưa tới, làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận tống nàng trở về? Cần phải tìm một lý do khiến Uy Quốc Công không thể phản bác lại. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 13, cô là thê tử không có lương tâm thấy nhan thế ninh có dấu hiệu tỉnh lại bồi cần lại nhích miệng nở nụ cười nhan thế ninh liếc nhìn hắn xoay người tiếp tục ngủ Bùi cần vội vàng đầy đầy nàng mau dậy đi mau dậy đi nhan thế ninh xoay người trao mày lại hắn thúc giục như vậy là có chuyện gì sao ai ngờ bồi cần cười nói phải dậy đọc sách rồi tên khốn hì hì thấy nhan thế ninh không nói gì xoay người ngủ tiếp bồi cần vội vàng nói tiếp cô là thê tử không có lương tâm phu quân bị người ta tính kế cô còn có thể ngủ bình thản như vậy thốt ra lời này nhàn thế ninh nghĩ đến chuyện tối hôm qua sau đó ói ra hai chữ đáng đời huynh lúc nào cũng tính kế người khác là gặp báo ứng thôi cô nói ta nên xử trí nàng thế nào đây bùi cần vuốt cằm nói bỏ thuốc chủ tử là tội lớn đương nhiên là phải phạt thật nặng nhàn thế ninh đáp xem ra ái phi rất ghét nàng nha nếu đã như vậy, vi phu sẽ không nhân từ nương tay nữa. Ừm, ta quyết định làm cho nàng biến mất vĩnh viễn trước mặt chúng ta. Nhàn thế ninh vừa nghe lời này thì rất kinh hãi, ngồi dựng dậy, trừng to mắt không phải là huynh muốn. Nói xong làm động tác cắt cổ. Cô nghĩ đi đâu vậy? Ta định đưa nàng về phủ quốc công. Bùi cần khinh thường nói. Vậy vừa rồi anh giả làm cái bộ dạng hung thần áp sát kia làm gì chứ? nhưng mà ta cần có một lý do để tống nàng trở về, lý do bỏ thuốc ta không tốt cho lắm. Vốn là nàng được đưa đến hầu hạ ta, nàng bỏ thuốc ta cũng chỉ là bị dồn ép nên nóng này, lấy lý do này sẽ không ngăn được miệng của quốc công. Bùi cần lại nói, vậy huynh muốn làm gì? Bùi cần chính là đang chờ những lời này, hắn nhíu mày cười nói, ta có một kế, chỉ có điều, hôm qua ta đã phối hợp với cô, hôm nay lại cần sự phối hợp của cô đợi bùi cần nói xong kế hoạch nhan thế ninh ngơ ngác tại chỗ huynh phí tâm tư như vậy chỉ vì đưa một nha hoàn trở về phủ bùi cần ôm nàng qua cười nói không phải cô ghét nàng sao vì ái phi làm gì cũng đều đáng giá tại sao ta cứ cảm thấy huynh đang mượn đao giết người vậy vẻ mặt nhan thế ninh không tin bùi cần không phản bác cũng không thừa nhận chỉ nói vậy đao của ái phi có cho mượn hay không đây nhan thế ninh mím môi suy nghĩ sau đó lên tiếng đáp ứng. Thằng Nhãi Bùi Cần này rất cẩn thận, quyết sẽ không tùy ý bày ra ván cờ này, hắn hao tổn tâm cơ muốn đưa Thu Nguyệt trở về phủ, nhất định là có lý do. Còn rốt cuộc là lý do gì, mặc dù Nhan Thế Ninh rất muốn biết, nhưng nàng cũng hiểu dựa vào tính tình của Bùi Cần nhất định sẽ không nói thẳng ra, vậy chẳng bằng đừng hỏi. Nhưng mà, Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đột nhiên có loại dự cảm không tốt có phải huynh đã sớm muốn đuổi Thu Nguyệt đi rồi hay không? Bùi cần cười không nói. Đó chính là chấp nhận. Nhàn Thế Ninh chừng mắt, giơ chân lên đạp lên đùi hắn mẹ kiếp. Lại bị hắn lừa. Hôm qua bày thế cuộc tính kế Thu Nguyệt, còn tưởng rằng vì hắn muốn dỗ dành mình mới cố gắng phối hợp, giờ nhìn lại, thằng nhãi này lại tính toán với mình. Tôi đã nói mà, chỉ người của huynh mà sao huynh lại tích cực như vậy chứ? Bùi Cẩn thấy nàng tức giận, rất vui vẻ ôm nàng sờ mó nhàn thế ninh vô cùng căm phẫn cũng không dãy dụa mà chỉ nằm ngay đơ bùi cần cọ sát vào cổ nàng vội lấy lòng không phải cô muốn biết vì sao ta nhất định phải đuổi thu nguyệt đi hay sao nhàn thế ninh lườm hắn bùi cần ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói thu nguyệt không thể không đuổi đi bởi vì nàng là người quốc công phái tới nhàn thế ninh ngây ngẩn cả người từ sau khi chân quý phi chết Uy Quốc Công liền rút khỏi triều chính, chỉ chuyên tâm nuôi hoa trồng cây, vì sao hắn lại muốn giám sát bồi cần. Huống chi, nếu như muốn giám sát, cũng có thể là thất vương và thái tử bên kia phái người tới mà. Bồi cần thấy được sự nghi ngờ của nhan thế ninh, cười khổ, sau đó nói nhỏ bên tai nàng một câu. Thu Nguyệt trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng vô vọng. Sáng nay cũng không dậy, nằm trên giường cao ốm nhưng đợi đến giữa trưa thì nàng không nằm được nữa bởi vì ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói quen thuộc ái phi nàng thấy hoa này thế nào rất đẹp thiếp thân cảm thấy hoa này rất giống vị cô nương thu nguyệt kia đều rất xinh đẹp a à, tiểu viện này là chỗ ở của ai vậy rất độc đáo hồi vương phi đây là chỗ ở của thu nguyệt tỷ tỷ một nha hoàn trả lời thật sao kiến trúc không tệ vương gia đã qua một ngày rồi ngài có tức giận thì cũng nên tiêu tan đi. Bỗng nhiên tiếp thân cảm thấy khó chịu, thu nguyệt cô nương cũng bị dỏa thôi, cũng không thể trách nàng, đụng vỡ cái bình cũng chỉ là sơ ý, cho nên tiếp thân nghĩ, trừng phạt cấm túc một tháng thì bỏ đi. Thu Nguyệt đứng ở cửa sổ nghe những lời này, trong lòng vô vị hỗn tạp. Nghĩ rằng có lẽ nữ nhân này chỉ giả vờ độ lượng thôi, sắm vai một người tốt trước mặt vương gia. Thu Nguyệt rất chán ghét, nhưng trong lòng cũng mong mỏi thấy được phản ứng của Bùi Cần khi nghe như thế. Nhưng nàng cũng không hy vọng xa vời Bùi Cần có thể tha thứ cho nàng, tối hôm qua còn xảy ra chuyện như vậy. Ai ngờ Bùi Cần lại nói, nếu Ái Phi đã nói như vậy, thế thì thôi đi. Thu Nguyệt nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Chúng ta đi thăm Thu Nguyệt cô nương đi. Nhan Thế Ninh cười dịu dàng nói. Thu Nguyệt thấy bọn họ đi tới, vội vàng sửa sang quần áo, chỉnh lại đầu tóc, sau đó cung kính hành lễ. Nhàn thế ninh cười điềm đạm, nhìn thấy nàng tiểu tụy hốc hác lại hết lời an ủi. Nhưng bùi cần từ đầu đến cuối luôn làm mặt lạnh, nhìn Thu Nguyệt đang lo lắng sợ hãi. Nếu Vương Phi đã chịu tha thứ cho cô, ta cũng không nhiều lời. Sau này cô hãy ở bên cạnh hầu hạ Vương Phi cho tốt. Thu Nguyệt vừa nghe đến phải hầu hạ nữ nhân này, lập tức sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, may là kịp thời nhịn xuống, nô tỳ tả Vương ra Vương Phi ân điển miễn là không bị cấm túc, hết thảy vẫn còn có cơ hội. Đáng lẽ Nhan Thế Ninh vẫn quan tâm muốn để Thu Nguyệt nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng Thu Nguyệt kia đâu còn có thể đợi được nữa, quay đầu thu dọn xong liền đến bên cạnh Nhan Thế Ninh. Trong phòng, Nhan Thế Ninh đang chơi đùa với con mèo của một tiểu nha hoàn lén lút nuôi dưỡng, bùi cần ngồi bên cạnh đọc sách, ngoại trừ vài tiếng mèo kêu, toàn bộ đều yên lặng. Sau một lúc lâu, Nhan Thế Ninh nói, không biết canh nấm tuyết nấu xong chưa, thiếp thấy hơi đói rồi. Bùi cẩn cười nói, vậy cứ sai người đi nhìn xem. Nói xong nhìn Thu Nguyệt đứng ở một bên. Thu Nguyệt tự giác đi ra ngoài. Phòng bếp nhỏ không xa, canh nấm tuyết cũng đã nấu chín. Sau khi Thu Nguyệt rót xong, nhìn hơi nóng hừng hực trong chén thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Nhàn thế ninh đợi thật lâu, nhìn thấy canh nấm tuyết được bưng tới, chân mày đều là ý cười, vương ra, có muốn uống một chút không? Bùi Cần nói, không cần, ái phi cứ uống từ từ. Thu Nguyệt nhìn ánh mắt dịu dàng vẻ mặt quan tâm của hắn, trong lòng đau xót muốn chết. Nhàn thế ninh cầm cây muỗng khuấy khuấy, cảm thấy hơi nóng nên cứ đặt lên bàn chờ nó nguội. Mình lại cúi người tiếp tục chơi đùa với mèo. Cúi người lại cảm thấy mệt nên ôm con mèo lên bàn, lấy cây châm bạc, khều khều chân nó. Sau đó một người không cẩn thận làm con mèo lùi lại, đụng vỡ cái chén canh nấm tuyết chảy ra bàn, tràn lên cây châm bạc. Trong nháy mắt cây châm bạc liền đổi màu. Có độc, thế ninh kinh hãi hô lên. Trong canh có độc, người trong phòng bếp bị hiểm nghi, thu nguyệt bưng canh tới cũng trở thành kẻ bị tình nghi. Sau khi tra hỏi xong lại phát hiện trong hộp trang sức của Thu Nguyệt còn sót lại nửa bình thuốc độc. Lúc Thu Nguyệt nhìn thấy cái bình nhỏ màu trắng kia thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đây là độc gì? Bùi Cẩn trầm mặt hỏi bắt đầu nghiên cứu một lát, thâm trầm nói, đây là tuyệt tử tán, tên cũng như nghĩa, làm người ta không thể có con. Người uống vào sẽ làm hại thân thể, cả đời khó có thể mang thai. Thu Nguyệt nghe vậy, sợ đến mức hồn bay phách tán. Không phải của ta, không phải của ta, nô tỳ bị oan. Sau khi bừng tỉnh, Thu Nguyệt vội vàng giải thích. Bùi Tuần vung tay áo, cả giận nói, vốn tưởng rằng cô chỉ tùy hứng một chút, không ngờ cô lại ác độc như vậy vương gia thật sự không phải nô tì đúng rồi là có người hãm hại nô tì thu nguyệt nói vậy cô nói ai hãm hại cô bùi cần đáp là là thu nguyệt mệt mỏi đúng vậy ai sẽ hãm hại nàng chứ canh nấm tuyết do đầu bếp tiểu xuân nấu nàng biết tiểu xuân chỉ là một đứa bé hiền lành quyết sẽ không hạ độc hãm hại nàng là vương gia sai nàng đi lấy canh nấm tuyết là vương gia khiến nàng bị tình nghi nhưng vương gia cũng sẽ không hạ độc hải vương phi vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thu nguyệt nhớ lại ý nghĩ hiện lên trong đầu lúc trước tay chân trở nên lạnh lẽo lúc đó thật sự nàng muốn hạ độc trong canh hại chết vương phi kết thúc mọi chuyện thậm chí nàng đã nghĩ đến trình tự từng bước hạ độc trở về phòng lấy độc hạ độc rồi bưng cho vương phi sau khi xảy ra sự cố sẽ làm như không biết gì liều chết không thừa nhận vậy chẳng lẽ thật sự do mình làm những điều đó không phải tưởng tượng ra mà là sự thật thu nguyệt hoang mang lòng rối loạn cô nói đi rốt cuộc tuyệt tử tán này ở đâu ra bùi cần vẫn vô cùng buồn bực thu nguyệt giật mình nhìn cái bình trong tay hắn lại không thốt nên lời bình thuốc độc này là bên kia phái người đưa tới hồi tháng trước người nọ chưa nói lý do cho nàng chỉ nói vật này có độc cần phải cất giữ kỹ có chỉ thị gì đến lúc đó sẽ nói cho cô biết. Nàng chưa bao giờ biết đây là tuyệt tử tán, chỉ cho là một loại độc dược mà thôi. Nhưng toàn bộ việc này nàng cũng không thể nói. Nếu như không nói gì thì đó chính là thừa nhận. Bùi cần hít sâu một hơi, nói, bổn vương nhiệm tình nhiều năm, chuyện hôm qua đã tha cho cô một lần, giữ cô lại trong phủ, hôm nay cô làm ra loại chuyện này, ta cũng không thể giữ lại cô nữa. Cô thu dọn đồ trở về đi. Thu Nguyệt nghe lời này, giống như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân. chương 14 Nhìn Thu Nguyệt bị đưa đi, nhan thế ninh nhíu mày lại. Toàn bộ những việc phát sinh ban nãy dường như không nằm ngoài kế hoạch của Bùi Tuần. Bùi Tuần nói kế hoạch với nàng là, để Thu Nguyệt bưng canh cho nàng, trong canh không có độc nhưng móng tay nàng lại có độc. Lúc khuấy canh nàng sẽ thừa dịp gầy độc xuống, nói trắng ra đây chính là một tiết mục hãm hại người ta vốn nàng có hơi bất an ai ngờ cuối cùng thật sự tìm được thuốc độc trong phòng thu nguyệt vì thế mấu chốt là ở đây độc trong móng tay nàng là do bùi cần đưa cho trước đó lúc bắt đầu kiểm tra thì lại giống với độc được giấu trong phòng thu nguyệt ban đầu nàng còn tưởng độc trong phòng thu nguyệt cũng là do bùi cần bỏ vào hãm hại nhưng nhìn phản ứng của thu nguyệt thì độc này thật sự là của nàng vậy thì điều này chứng minh bùi cần đã sớm biết trong phòng thu nguyệt có dấu độc Nói cách khác, Thu Nguyệt đã sớm có ý muốn hại người. Mà Bùi Cần chỉ là tương kế tựu kế đánh đòn phủ đầu nàng ta. Toàn bộ đều nắm chắc trong lòng bàn tay của hắn. Chật chật, thằng nhãi này cũng thật lợi hại. Nhưng nhan thế ninh nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề. Độc của Thu Nguyệt là muốn hại ai? Hại nàng hay Bùi Cần? Hơn nữa, Thu Nguyệt tự ý làm hay là có người bí mật giật dây. Nói cách khác, việc này có liên quan gì với phủ quốc công hay không nghĩ tới câu bùi cần nói nhỏ với nàng lúc sáng lòng nhan thế ninh vẫn còn chấn động đợi đến khi người sau cùng ra khỏi phòng bùi cần đến trước mặt nhan thế ninh kéo tay nàng huynh muốn làm gì nhan thế ninh theo tiềm thức vội rút tay lại bùi cần lấy ra một cái kéo nhỏ cười nói cắt móng tay cho cô bên trong dấu độc rất nguy hiểm từ trước đến nay nhan thế ninh không thích để móng tay luôn để trụi lùi. Nhưng sau khi đến tướng phủ bị nhan thế tịnh phê phán vài lần nên cũng đành nuôi móng tay dài. giờ bị cắt sạch cũng không thấy đau lòng. chỉ có điều cảm giác bị hắn nắm tay cắt móng dù thế nào cũng cảm thấy rất lạ. cắt hết móng tay, bùi cần vẫn không yên tâm, lại bắt nàng ngâm trong nước nóng vài phần nữa. nhan thế ninh sốt ruột, theo như huynh nói thì chỉ bôi chút trên móng tay thôi, vừa nãy đã bị cắt sạch rồi còn gì. Bùi Cần cười nói, để ngừa ngộ nhỡ thôi, ngộ nhỡ vô ý ngậm vào miệng, mất tiểu sư tử thì biết phải làm sao. Nhan Thế Ninh bắt đầu giả chết. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Bùi Cần cũng xong chuyện. Nhan Thế Ninh lập tức cầm lấy cây quạt ngồi ra xa. Từ bao giờ cô có thói quen cầm quạt mọi lúc mọi nơi vậy? Giờ đã mát rồi mà, Bùi Cần buồn bực nói. Nhan Thế Ninh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Cây quạt này để ngắm nhìn, là bảo bối. Lúc huynh ăn vụng nó có thể che lại, lúc huynh mệt mỏi muốn ngáp thì nó có thể che khuất huynh muốn giả vờ làm bộ dáng hoạt bát vui tươi, có thể lấy nó để bắt bướm, huynh muốn làm văn tĩnh có tài, có thể dùng nó để làm bộ trời nóng để quạt, ngày mưa che mưa. Ngày nào đó trên váy có màu đỏ, còn có thể che lại phía sau nhan thế tịnh từng mượn cây quạt của nàng để làm như vậy. Tóm lại, sống qua hai năm ở Kinh Thành, Nhàn Thế Ninh coi cây quạt như một thứ thiết yếu để giả làm tiểu thư khuê các lúc ở nhà hay đi ra ngoài. Chỉ có điều, khụ khụ, điều này không thể nói với hắn. Nhàn Thế Ninh thả cây quạt ra, chuyển đề tài nói chuyện, chẳng lẽ vương gia không nên giải thích chút gì với thiếp thân sao? Bùi cần đến ngồi xuống bên cạnh nàng, bưng tách trà nói ái phi muốn biết gì nào. Nhàn Thế Ninh nở nụ cười nói, chẳng hạn như làm sao vương gia biết trong phòng thu nguyệt có độc. Bùi cần uống vài ngụm trà, thở dài, xem ra cái gì cũng không thể lừa được ái phi. Ngón tay nhan thế ninh gõ trên mặt bàn đợi đoạn sau. Bùi cần bỏ cái tách xuống, nói, nếu phu quân của nàng cả chuyện phòng của người trong phủ để thứ gì cũng không biết thì sợ là ta đã sớm đầu thai mấy lần rồi. Lời này nghe nói thật nhẹ nhàng, tựa như là đùa giỡn. Nhưng nhan thế ninh nghe được lại hiểu rõ đến tận đáy lòng. Trước khi xuất giá nàng đã nghĩ, hiện giờ hai con rồng đang đoạt vị. Mặc dù bùi cần không có ý định tranh giành, cũng chỉ sợ không thể thoát khỏi hoàn toàn. Trong phủ cũng sẽ có nhiều hoặc ít người được an bài tới. Cho nên chờ đến khi gả sang đây, lúc hai người ở riêng nàng sẽ bộc lộ bản tính, còn lúc có người ngoài thì nàng sẽ làm một hình tượng dối trá. Vì cái gì? Chính là vì không muốn chịu bia miệng của người đời dày vò. Giờ nghe được lời này của Bùi Tuần thì nàng biết mình suy đoán không hề sai lầm. Hiền vương phủ nhìn qua rất yên bình tường hòa, nhưng thật ra cũng là mạch sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Chỉ sợ sau này càng phải cẩn thận hơn. Bùi cần nhìn về mặt ngưng trọng của nhan thế ninh thì liền biết nàng đang nghĩ cái gì, trong lòng vô cùng ấm áp. Nắm tay nàng, kéo nàng ngồi lên chân mình, nói cô không cần lo lắng, ta đã sớm phái người âm thầm theo dõi những người nằm vùng trong vương phủ, không đáng lo. Hiện nay đã đổi được thu nguyệt, cô càng có thể vô tư muốn leo tường dở ngói lăn lộn trên đất gì đó thì cứ tùy ý, hì hì. Ai lo lắng chứ, nhan thế ninh thấy hắn nhắc lại chuyện xấu hồi nhỏ của mình, nhảy dựng lên từ trong lòng hắn, gì chứ, leo tường dở ngói cũng là do huynh xúi dục Lăn lộn trên đất cũng là bị huynh ức hiếp mà. Bồi cần nhìn nàng xù lông, càng cười vui vẻ hơn. Nhan thế ninh trợn mắt nhìn hắn, chạy đến ngồi xuống chỗ đối diện. Vừa rồi thật sự nàng đã quên thủ đoạn của thằng nhãi này, Thu Nguyệt cũng có thể giải quyết được, những người khác cũng chỉ là một bữa tráng miệng. Lo lắng thay hắn thật đúng là không có gì làm ăn no rừng mỡ. Một kẻ tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ bụng giả thâm hiểm, ai đụng phải hắn thì đúng là người đó gặp suối quẩy. Bùi cần đùa xong cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm trình, độc của Thu Nguyệt là do Phủ Quốc Công đưa tới, trước đây người dám thì nàng đã báo cho ta rồi. Ta cũng đã sớm thừa dịp nàng dính lấy ta để bắt đầu lén lục soát phòng nàng lúc trước ta đã từng nói với cô thu nguyệt là người của quốc công đưa vào để theo dõi nhất cử nhất động của ta kẻ khác cho người tới nằm vùng ta có thể không cần cố kỵ mà lập tức trừ bỏ nhưng người của quốc công dù sao chân mẫu phi vẫn có ơn với ta nên cho dù ta thấy thu nguyệt lẻn vào thư phòng ta chép thư giao cho người của phủ quốc công ta cũng làm như không biết chỉ có thể nghĩ cách từ từ tống nàng trở về chỉ là muốn tìm một lý do toàn vẹn để đuổi nàng trở về lại không bị mất thể diện thì có chút khó khăn khi đó là hai năm trước, sau này thì Nam Cương nổi loạn, ta thấy gặp được thời cơ, xin ý chỉ đi dẹp loạn, không thể chọc vào thì ta trốn thôi. Vậy giờ huynh định giải quyết thế nào? Nhan Thế Ninh hỏi. Bồi tuần nhìn nàng, trên mặt lại lộ ra nụ cười gian trá, chỉ cần thể xác và tinh thần ái phi được vui vẻ, đương nhiên vi phu sẽ dốc hết khả năng a. Vì sao cuối cùng thằng nhãi này vẫn có thể nói những lời thô tục một cách thẳng thắn như vậy chứ? Đương nhiên, cô cũng thấy đấy, hiện nay quốc công đã không còn muốn dám thì ta đơn giản như vậy nữa. Nếu như ta còn không giải quyết thu nguyệt, hậu quả không thể lường được. Ánh mắt bùi cần lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhàn thế ninh nhớ tới bình thuốc độc kia, trong lòng cũng hơi sợ hãi, huynh nói, độc kia, là ý của quốc công. Bùi cần khẽ gật đầu. Nhàn thế ninh hít sâu một hơi, nghĩ đến câu nói ban sáng của hắn, lại nói, nhưng lúc sáng không phải huynh nói quốc công, nếu như huynh không có con nối dõi thì trèo lên được vị trí kia để làm gì chứ? Lúc sáng, Bùi Cần nói rõ từng câu từng chữ bên tai nàng, Quốc công vẫn luôn muốn để ta leo lên vị trí kia, mà ta thì lại không muốn. Mỗi lần nhan thế Ninh nhớ đến những lời này, chống ngực đập không dứt. Nàng vẫn cho đoạt vị là chuyện của thất vương gia và thái tử, nhưng lại không ngờ đằng sau đó Bùi Cần cũng bị chống đỡ. Mặc dù Quốc công ẩn náu đến 10 năm, nhưng thế lực của hắn quả thật không nhỏ nhưng nếu quốc công đã bí mật hỗ trợ bùi cần thì tại sao phải sai thu nguyệt hạ độc? Lòng nhan thế ninh nặng chiếu, bùi cần lại cười đến mức ung dung, thế ninh, cô nên biết, trên đời này có một từ gọi là con dối. Nhan thế ninh im lặng, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn bộ dáng tình ngộ của nhan thế ninh, bùi cần khẽ cười. Thân thể ngả dựa vào lưng ghế phía sau. Lúc chân quý phi còn sống, uy quốc công đã có ý này nhưng Trần Quý Phi cũng không hy vọng bùi cần bị cuốn vào dòng nước độc đó. Đối với nàng, lớn lên khỏe mạnh bình an là đủ rồi. Sau khi bà mất, nhất thời mất đi chỗ dựa ở hậu cung, uy quốc công cũng bật vô âm tín, nhưng điều này cũng chỉ là mặt ngoài của vấn đề mà thôi. Năm bùi cần 18 tuổi, uy quốc công hỏi hắn một vấn đề, theo ý kiến của con, ai xứng đáng để kế thừa. Bùi cần rất mặt dày mày dạn trả lại ba chữ, cần không biết vì thế uy quốc công hỏi rất thẳng thắn con làm thì thế nào bùi cần tiếp tục trả lại ba chữ cần vô năng cuối cùng uy quốc công nhìn hắn xuôi tay kính cẩn thâm trầm nói theo ta thấy con thích hợp hơn bọn chúng vài năm sau đó uy quốc công dốc hết sức bồi dưỡng thế lực cho hắn mà hắn lại dốc hết sức né tránh những thế lực này một hoàng tử không được yêu thương lại đột nhiên có một cơ hội lên trời rất nhiều người sẽ bị quyền thế làm choáng váng đầu óc. Nhưng Bùi Cần lại không có trong số đó. Hắn ý thức sâu sắc được ngày nào đó uy quốc công nâng đỡ hắn lên trời, cũng là ngày hắn rơi xuống tan xương nát thịt. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nhổ cò tận gốc, theo đuổi sự nghiệp khác đến 10 năm trước, Bùi Cần núp sau bình phong nghe được uy quốc công nói với chân quý phi như vậy. Ban đầu Bùi Cần vẫn không quá tin vào ý nghĩa của nửa câu sau, cho đến đêm trước ngày thành thân, bắt đầu nói cho hắn biết, thuốc độc người kia đưa cho Thu Nguyệt là tuyệt tử tán. Độc này là ta chuẩn bị dùng cho nhan thế ninh, làm như vậy để nàng không thể sinh con. Đứa bé này chỉ có thể do Thu Nguyệt hoặc một người khác ở phủ quốc công sinh ra, như vậy mới có thể có tư chất đoạt vị, có thể dễ dàng thao túng. Đến lúc đó, hắn lên ngai vàng lại không quyền không thế, liền trở thành con dối. Còn nối dõi lại chết yếu bất ngờ, uy quốc công có thể dễ dàng đoạt vị rồi toàn bộ mưu kế đều được tính toán kỹ càng. May là khối u ác tính này đã kịp loại trừ. Nghĩ đến đây, bùi cần cười ra tiếng thu hồi toàn bộ tâm tư. Thấy nhan thế ninh đứng trước cửa sổ có vẻ đăm chiêu, nói ái phi đang nghĩ gì thế. Nhan thế ninh còn đang kinh ngạc, từ trước đến nay tranh đấu trong cung vẫn luôn tàn khốc, nhưng không nghĩ tới cũng có ngày lại diễn ra bên cạnh mình. Nếu không phải bùi cần phát hiện kịp thời, thật sự hậu quả sẽ càng nguy hiểm than ôi, nàng vào cửa mới có hai ngày lại gặp phải chuyện bực bội này rồi. Mà lúc nghe được câu hỏi của Bùi Cẩn, nàng ra vẻ buồn bã nhìn bầu trời, nhỏ nhẹ nói, tôi đang nghĩ mẹ ta cầu nguyện cho ta cả đời được bình an gì gì đó, chỉ sợ không thể thực hiện được rồi. Bùi Cẩn cười đến trước mặt nàng nói, hối hận vì gả cho ta rồi sao? Hi hi, giờ cô hối hận cũng vô dụng, ai bảo lúc đầu không đào hôn đi. Nhàn thế ninh liếc hắn, cắn răng nói, ai bảo huynh muốn thành thân với ta. Bùi cần búng lên chán nàng, nói, nếu cô không gả cho ta, chỉ sợ lại càng không được bình an. Hả, lời này làm nhan thế ninh hơi khó hiểu. Bùi cần cũng không trả lời, chỉ cười nói, có lẽ con đường này rất khó khăn, cô có sợ không? Nhan thế ninh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, sau một lúc lâu hung hăng nói, tôi đã thành thân với người đáng sợ nhất trên đời này rồi. Huynh nói ta còn sợ cái gì nữa chứ? Bùi Cần nghe vậy cười tươi như hoa. Nhưng mà, Phú Quốc công bố chi thế cuộc lớn như vậy sẽ chịu từ bỏ ý đồ sao? Sau một lúc lâu, Nhan Thế Ninh hỏi. Bùi Cần nhìn lá rụng lượn vòng ngoài cửa sổ, cười nói, đương nhiên sẽ không, chỉ có điều, trước mắt chuyện này không phải là vấn đề lớn nhất. Còn có vấn đề gì nữa? Tỷ như, ngày mai cô phải về nhà rồi. Nhan Thế Ninh lại quên bén vụ này. Trường 15, ngày lại mặt lắm chuyện. Bùi Cần đã chuẩn bị xong qua lại mặt, rất phong phú. Nhàn Thế Ninh nhìn lướt qua liền biết giá tiền cũng không phải nhỏ, không khỏi nhìn Bùi Cần bên cạnh đáp lễ là tất yếu, nhưng đâu cần tốn kém thế này chứ. Bùi Cần vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của nàng, dựa sát lại cười nói đây là vi phu nâng cao thể diện cho nàng mà. Nhàn Thế Ninh hiểu ra, nhà chồng đáp lễ càng phong phú thì nghĩa là hắn càng coi trọng cửa thân hôn này, cũng chứng minh địa vị nàng trong lòng hắn càng cao. chỉ có điều ngẩng đầu nhìn hắn nói, huynh không sợ người ta nghĩ huynh đang lấy lòng cha ta sao? bùi cần nhất thời không đáp lại, chỉ đánh giá dáng vẻ hôm nay của nàng. chợt nghĩ đến cái gì đó, lục lọi trong đống lễ vật lấy ra một cây châm được khảm ba viên ngọc màu vàng lóng lánh trong suốt. sau đó đổi với cây châm ngọc trên đầu nhan thế ninh, lại quan sát một hồi, cười nói, ừ, cây châm này rất hợp với quần áo của nàng nhàn thế ninh hết ý kiến, còn có thể lục đồ trong mớ quà tặng lấy cho mình dùng nữa sao? Bọn họ nghĩ vậy thì cứ để bọn họ nghĩ, rõ thật là rất trong sạch, lại khiến người khác nghi ngờ. Bùi cần đáp xong lại hỏi, khối ngọc bội kia đâu? Nhàn thế ninh lập tức cảnh giác, để làm gì? Đeo vào, định cất dấu làm của gia truyền sao? Bùi cần nói xong đã bắt đầu lục soát người nàng. Nhàn thế ninh xoay người bỏ chạy, tôi không đeo. Cái đó xấu chết được. Tôi không đeo. Đeo đi, đeo đi. Khối ngọc bội này là vô giá đó, còn đáng giá hơn đống lễ vật này nữa, đeo vào rất đẹp. Một tay bùi cần bắt được kéo vào trong ngực. Nhàn thế ninh liều mạng dãy rủa có chết cũng không đeo. Nàng đường đường là một thục nữ thanh tao nhã nhặn làm sao có thể đeo khối ngọc bội như vậy. Lúc hai người đang dây dưa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bùi cần tinh mắt, cúi đầu hôn lên mặt nhan thế ninh nói, có người tới, ngoan. Vì vậy, tả áo trước của ái phi có nếp nhăn, vi phu chỉnh lại cho nàng. Bồi cần nói xong, buộc miếng ngọc sư tử xù lông lên thắt lưng nàng. Nhan thế ninh nhìn hai nha hoàn vừa sợ vừa ao ước trước cửa, nhến răng cười nói cảm ơn phu quân. Đợi đến khi hai người lên xe ngựa rời đi, tiểu nha hoàn bật nhảy đi tìm tiểu tìm muội của mình. Vương gia đối với vương phi thật tốt, muội nhìn thấy vương gia chỉnh trang quần áo cho vương phi nữa đó. Trước giờ vương gia đều dịu dàng như vậy mà. Mới không phải đâu, trước kia vương gia cũng đâu có tốt với doanh tiểu thư như vậy. Đó là bởi vì doanh tiểu thư không có tốt như vương phi. muội không biết đâu, khi đó doanh tiểu thư thấy vương gia đều là mặt lạnh, không giống vương phi, lúc nào cũng cười khanh khách làm người ta cảm thấy thân thiết. Ai, tỷ có biết doanh tiểu thư chết thế nào không? Chuyện này thì nói là bệnh chết, mà tỷ cảm thấy không giống. Ai cho các cô bàn luận bậy bạ sau lưng chủ tử? Hai tiểu nha hoàn đang xì xào bàn tán trong vườn hoa, bỗng nhiên nghe được tiếng quát ở sau lưng đều giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn thấy bác đầu mặt không chút biểu cảm, toàn thân mặc bộ quần áo màu đen như ma quỷ, khuôn mặt không còn chút máu. Bác đầu liếc nhìn hai tiểu nha hoàn, lạnh lùng nói, "Còn tái phạm, coi chừng cái lưỡi của các cô." nói xong xoay người rời đi một nha hoàn sợ đến mức bưng kín miệng mình người còn lại bị dọa đến phát khóc hu hu bác đầu tiên sinh thật đáng sợ bất kể cái gì hắn cũng làm được lần trước đông tuyết xông vào phòng thuốc của hắn sau đó bỗng nhiên bị ngứa ngáy khắp người làm sao cũng không hết cuối cùng phải ra khỏi phủ cũng không biết kết quả thế nào bác đầu đứng bên cạnh hòn non bộ nhìn hai tiểu nha hoàn mím chặt miệng rời đi phiền muộn nhìn trời sau này, người không có việc gì thì cứ tung hoành trong phủ đi. Thấy có chuyện gì ngươi cứ giải quyết, dù sao ngươi cũng có rất nhiều thủ đoạn, dù sao hạ nhân trong phủ đều sợ ngươi, hì hì, bùi cần đã từng nói với hắn như vậy. Nhưng, cái gì mà không có việc gì thì tung hoành chứ? Xem hắn là quỷ hả? Chỉ có điều, không ngờ đến bây giờ cái chết của doanh tiểu thư vẫn còn có người nhắc đến. Bắt đầu suy nghĩ, lại bắt đầu tung hoành bay thẳng đến góc tường yên tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng thì leo tường ra ngoài. Vương gia đổi thu nguyệt là quyết định rũ sạch quan hệ với phủ quốc công. Thế thì kế hoạch báo thù của hắn lại bị trì hoãn rồi. Không được, hắn đã đợi đủ lâu rồi. Trong xe ngựa, bùi cần le lưỡi, không có chuyện gì thì cô bôi phấn lên làm gì chứ. Ban nãy hắn hôn trộm nhan thế ninh, ai ngờ hôn đến một miệng đầy phấn son, khó chịu muốn chết nhan thế ninh liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm chính là đề phòng huynh. nàng đã quyết định buổi tối khi đi ngủ cũng sẽ bôi phấn tôi cho huynh chiếm tiện nghi của ta. ừ, trên người cũng cần phải bôi. nhớ đến tối hôm qua bị thằng nhãi này chui vào áo lót cắn lên chỗ kia của mình, mặt nhan thế ninh lại bóng bừng. à đúng rồi, có nên bôi chút tiêu hay hoàng liên, một vị thuốc đông y lên mặt không nhỉ? tướng phủ cách vương phủ không xa, đi đường khoảng nửa canh giờ. Lúc hai người đến, cửa tướng phủ vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng, rất náo nhiệt. Nhàn chính nhìn bùi cần cực kỳ quan tâm dìu đỡ nữ nhi của mình xuống, cười đến không thể khép miệng tốt, tốt. Đúng là tốt. Khang hoa quận chúa bên cạnh cũng cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng nhìn ra được chỉ là miễn cưỡng và giả dối, khinh thường và lạnh lùng bùi cần và nhan thế ninh, bà không thích cũng chẳng muốn giả bộ niềm nở. Huống chi, hai người thể hiện rất ân ái, càng khiến cho bà cảm thấy rất chướng mắt. Còn nhan thế tịnh, sáng nay tìm người trang điểm cho mình thật đẹp. Ban nãy nàng còn vì chuyện mình đeo bông tai có hợp không mà vô cùng dối rắm Chỉ là, lúc nàng phát hiện ra bùi cần chỉ gật đầu chào nàng theo lễ nghĩa rồi chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, nàng lại có chút thất vọng và căm phẫn từ nhỏ đến lớn, hắn đều như vậy, cả thất hoàng huynh lạnh lùng kiêu ngạo cũng đã từng lấy lòng nàng, nhưng cửu hoàng huynh này. Nhan Thế Tịnh nhìn Bùi Thần săn sóc Nhan Thế Ninh từng ly từng tí, thật sự là tức muốn ói máu. Nàng có điểm nào thua kém Nhan Thế Ninh chứ? Nhan Thế Tịnh đang nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên cánh tay bị đau, vừa quay lại thấy Khang Hoa quận chúa đang ngẩng đầu, dùng âm thanh chỉ có nàng nghe được nói, chú ý giữ đúng mực. Nhan Thế Tịnh ôm cánh tay bị nhéo, hơi hoàn ức bĩu môi, sau đó cùng theo vào phòng. Tiệc tàn thì vẫn còn sớm mọi người liền ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Chẳng qua là chủ đề câu chuyện này thật có chút đau đầu. Chuyện chính sự của Liêu Quốc có vẻ như không thích hợp cho lắm, dù sao những người ở đây đều có thân phận đặc biệt nói chuyện gia đình, có vẻ như người nhà này cũng không cùng quan điểm, vì vậy sau khi nói vài câu, mọi người lại uống trà, uống trà, uống trà. Khắp nơi đều là tiếng va chạm của đồ gốm xứ. Bùi Cẩn thấy thế nở nụ cười, lột trái cây, cười nói đây là trái cây của nam cương lúc ở nam cương ta vẫn thường ăn nhàn chính vừa nghe được trong lòng kích động biết đây là hắn cố ý gợi đề tài vội nói tiếp nghe nói phong tục của nam cương không giống chúng ta hiền tế có thể nói một chút không mọi người nghe vậy vô cùng hào hứng đến bây giờ nam cương vẫn luôn là một nơi thần bí chỉ cần nói về nam cương là có thể thu hút được sự chú ý của rất nhiều người bùi cần thấy mọi người đều đã dựng tay lên cười cười lấy trái đã bóc vỏ xong đưa cho Nhan Thế Ninh. Sau đó bắt đầu rủ gì nói về những chuyện hắn đã nghe thấy nhìn thấy ở Nam Cương, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn Nhan Thế Ninh vô cùng thâm tình. Nhan Thế Tịnh vốn đang muốn nghe, lại thấy bộ dáng bùi cần quan tâm Nhan Thế Ninh như vậy, khỏi phải nói là trong lòng buồn bực đến mức nào. Ăn trái cây nha hoàn lột vỏ cho cũng không thấy ngon. Nhan Thế Ninh đương nhiên cảm giác được sự bất thường của Nhan Thế Tịnh, tại sao trên người cô nàng này lại có mùi chua như vậy chứ? Ánh mắt nhìn mình cũng không hề thân thiện nha. Chật chật, chẳng lẽ cô nàng với thằng nhãi bùi cần này cũng có gì mở ám? Trước đây cũng không phát hiện ra. nhan thế ninh rất nghi ngờ, ánh mắt nhìn bùi cần cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Nhưng từ đầu đến cuối bùi cần vẫn luôn cười dịu dàng, càng lúc càng ân cần, đều khiến cho người ta không chịu nổi nữa rồi. Làm quá rồi. Giờ cho quỷ gì vậy chứ? mà ánh mắt của bùi cần quét tới vẻ mặt của nhan thế tịnh ngày càng căm giận lại cười càng dịu dàng hơn đợi đến khi tiệc rượu kết thúc nhan thế ninh và bùi cần đến một phòng đã được chuẩn bị nhịn không được hỏi huynh quen muội muội ta à bùi cần liền biết nàng sẽ hỏi không hề quen làm sao ta cứ cảm thấy ánh mắt muội ấy nhìn huynh không được bình thường nhan thế ninh không tin bùi cần cười nói cô nên hiểu tính tình của nàng ta nhan thế ninh không hiểu đến đây, ta nói cho cô." Nhan Thế Ninh nghe xong bùi cần nói Nhan Thế Tịnh đã từng quấn lấy hắn, vừa sợ lại vừa buồn cười, nàng cũng không ngờ hai người bọn họ còn có một quá khứ như vậy. Hóa ra, vì Nhan Thế Tịnh xinh đẹp và có gia thế nên vẫn luôn được muôn người chú ý. Mà nàng nhìn những nam tử thần phục dưới váy nàng với vẻ mặt dè dặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê. Nàng lại là một người tâm cao khí ngạo, nếu như thấy một nam nhân nào lạnh nhạt với mình sẽ rất không cam lòng. Sau đó trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của hắn. Lúc đó nàng còn nhỏ, Bẩm Sinh đã có thủ đoạn dụ dỗ người khác, cho nên chỉ cần nàng hơi động não, những vương tôn quý tộc kia sẽ bị nàng mê hoặc đến chết mê chết mệt. Đương nhiên, ngoại trừ Bùi Tuẩn, có thể nói, từ khi Nhan Thế Tịnh ra đời đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Cho đến một lần tham gia yến tiệc ở trong cung, gặp được Bùi cần, sau đó, thất bại lại thất bại cho dù là nàng giả ngoan khoe khéo hay là trang điểm kinh diễm, hoặc là tạo ra vô số vụ va chạm ngẫu nhiên, từ đầu đến cuối con mắt bùi cần cũng chẳng thèm liếc nàng lấy một cái. Thậm chí có đôi khi bùi cần còn bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử, nói một câu thỉnh tự trọng. Làm nàng vô cùng tức giận. Nhan Thế Ninh tưởng tượng ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Nhan Thế Tịnh, rất không phúc hậu nở nụ cười. Suy nghĩ một lát lại hỏi, cho nên, vừa rồi huynh chỉ cố ý khiêu khích muội ấy cô cứ nói đi bùi cần cười vô cùng thuần lương vô tội mà trong một gian phòng khác khuôn mặt khang hoa quận chúa lại âm trầm con càng ngày càng tệ rồi đừng quên con sẽ là thái tử phi nhàn thế tịnh nghiêng đầu nổi giận nói làm thái tử phi thì sao trước giờ thái tử vẫn luôn lạnh nhạt với con nào có quan tâm chăm sóc như cửu hoàng huynh căn bản là thái tử không thích con đó là do con không có bản lĩnh. Khang Hoa quận chúa ngắt lời nàng, dịu dàng chăm sóc thì có ích gì, chỉ là một vương gia rãnh rỗi vô dụng. Nhan thế tịnh bị nói đến trọng điểm, không nói gì nữa. Nếu cửu Hoàng Huynh là thái tử thì tốt biết mấy. Vì sao cửu Hoàng Huynh vẫn không quan tâm đến mình, dường như có thành kiến gì đó. Lúc này, Lưu Ma gõ cửa tiến vào, nói nhỏ với Khang Hoa quận chúa, quận chúa, Lý Quả Phụ lại tới nữa rồi. Khang Hoa quận chúa nghe thấy tên này, khẽ cau mày, sau đó trầm giọng nói ta biết rồi. Dẫn bà ta vào hậu viện, ta sẽ qua đó. Nhàn thế tịnh nhìn hai người đi khỏi, cảm thấy kỳ quái. Lý quả phụ là ai? Vì sao giọng điệu lưu ma ma lại khẩn trương như vậy? Hơn nữa, vẻ mặt của mẹ dường như không được bình thường. Rõ là chuyện kỳ lạ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn